Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Từ kiếm 200 triệu đồng một ngày vào các dịp Tết, tiểu thương khu chợ xỉ bánh kẹo lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh không khỏi nuối tiếc khi doanh thu giảm hơn 80%, chỉ còn bán cầm cự để trả các chi phí. Trước giai đoạn Covid-19, những tháng cận Tết chúng tôi không có thời gian ăn cơm trưa vì quá bận rộn. Lối vào chợ mọi năm đông nghịt, phải chen chúc mới vào được, xe tải đến cũng phải xếp hàng, kẹt cứng phía sau chợ, nhộn nhịp lắm. Còn năm nay, người bán chỉ ngồi buồn nhìn nhau, dù còn một tháng nữa là đến Tết. Chị Loan, 40 tuổi, tiểu thương chợ Bình Tây, dầu dĩ nói. Gia đình chị Loan kinh doanh mặt hàng bánh kẹo tại chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1992. Mọi năm khi vào dịp cận Tết, chợ Bình Tây luôn là một trong những khu chợ xỉ đông khách nhất thành phố Hồ Chí Minh bởi hàng hóa giá cả tại đây đa dạng. Song từ đầu năm 2023 đến nay, chợ lại dần thừa khách. Chị Loan bộc bạch, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà gia đình chị từng chứng kiến. Doanh thu có tháng giảm đến 90% so với thời điểm trước Covid-19. Sạp của tôi chủ yếu bán cho các mối ở tỉnh, nhưng Tết năm nay, một số mối quen không thấy ai gọi nữa, dù có cũng lấy ít hàng hơn. Khách vãng lai là công nhân trước đây cũng thường xuyên ghé mua để về quê biếu quà Tết. Nhưng năm nay, nhiều người thất nghiệp, tôi ngồi cả ngày cũng không thấy công nhân nào đến, chị Loan nói. Chị Thu Thủy, 60 tuổi, tiểu thương bán xỉ bánh kẹo ở chợ, cũng thừa nhận tình hình kinh doanh khó khăn dù sạp hàng đã tồn tại hơn 30 năm. Thời hoàng kim của khu chợ, những tháng cận Tết doanh thu có thể lên đến 200 triệu đồng một ngày. Nhưng giờ con số đó giảm hơn 80%, hầu như không có đơn đặt hàng từ các tỉnh miền Tây. Chúng tôi chỉ bán cầm cự để chi trả các khoản phí như thuê sạp, thuế, kho, chị Thủy nói. Bà chủ sạp cho hay, mặc dù doanh thu cửa hàng giảm, nhưng bà may mắn vì vẫn còn khả năng trụ được. Theo bà Thủy, không ít tiểu thương kinh doanh ở chợ đã đóng cửa sạp vì buôn bán ế ẩm, chuyển sang bán hàng online hoặc bán tại nhà để giảm chi phí. Giữa trưa, các tiểu thương tại chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh liên tục đi lại để kiểm tra các đơn hàng dịp Tết. Các nhân viên thay phiên nhau đóng gói, vác thùng hàng chất lên xe máy để kịp giao cho khách. Bên trong quầy, chủ sạp cũng đang bận rộn tính toán lại hóa đơn, nghe điện thoại đặt hàng rồi cẩn thận ghi vào sổ. Những tưởng cảnh tấp nập nói trên có thể cho thấy việc kinh doanh năm nay có phần khấm khá. Nhưng không ít tiểu thương lại lên tiếng, chia sẻ rằng thực tế tình hình kinh doanh buôn bán dịp Tết năm 2024 lại rất khó khăn. Càng đi sâu vào trong trung tâm chợ, đặc biệt là khu vực xỉ bánh kẹo, mứt Tết, khung cảnh tiểu thương ngồi điều hưu, ngóng khách, một số sạp hàng đã đóng cửa dần hiện ra. Nhân viên dù có bận rộn đi lại, mỗi đợt cũng chỉ giao vài thùng hàng, chứ không còn cảnh tấp nập hàng trăm thùng như trước đây. Theo chị Loan, đầu năm 2023 đến nay, sạp hàng chỉ có chị và chồng quán xuyến mọi việc. Thậm chí vào các tháng cận Tết, dù công việc bận rộn hơn ngày thường, chị cũng không thuê nhân công thời vụ như mọi năm để tiết kiệm chi phí. Việc kinh doanh vốn đã đuối, dù không tốn tiền nhân công, kho bãi, sạp hàng này là chén cơm của gia đình tôi suốt hàng chục năm qua. Giờ vợ chồng tôi chỉ dám chi tiêu cho các con, còn bản thân thì ăn uống tiết kiệm để chờ qua thời gian khó khăn này, chị Loan nghẹn ngào nói. Bà Liên, 70 tuổi, chủ sạp bánh kẹo mứt Tết tại chợ Bình Tây, cho biết hầu như các tiểu thương tại chợ đều đang phải đối mặt với tình hình kinh doanh khó khăn. Với kinh nghiệm hơn 50 năm bán tại chợ, bà nhận định rằng nguyên nhân là do năm nay khủng hoảng kinh tế, hàng hóa không ổn định, đồng thời có nhiều người thất nghiệp, thắt chặt chi tiêu. Riêng sạp hàng của tôi có những mối quen thay vì đặt đơn hàng 10 triệu đồng thì giờ giảm còn 2-3 triệu đồng. Đây là khó khăn chung nên chúng tôi chỉ có thể chấp nhận, cố bám trụ để giữ lại nghề truyền thống, vì nếu bỏ thì chúng tôi cũng không biết làm nghề gì khác, bà Liên trải lòng. Chủ sạp cho hay, vài tháng qua có nhiều đoàn khách nước ngoài ghé đến chợ để tham quan. Mặc dù không khí ở chợ có thêm đông đúc, việc buôn bán có phần nhộn nhịp, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Trước tình hình kinh doanh khó khăn, Ban Quản lý chợ Bình Tây cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức phát triển thêm về du lịch nhằm quảng bá chợ Bình Tây đến với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng hỗ trợ khuyến khích các tiểu thương mở rộng bán hàng trực tuyến, chuyển đổi số để phát triển công việc kinh doanh. Chợ Bình Tây nằm trong khuôn viên rộng 25.000 m², có khoảng 1.600-1.700 sạp đang kinh doanh tại chợ. Đến nay, số lượng sạp tạm ngừng kinh doanh là hơn 300 sạp.
Chợ Bình Tây được xây dựng từ năm 1928 đến năm 2015. Chợ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét duyệt Di tích Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng bóng thượng đế dịp cuối năm, các tiểu thương chợ truyền thống tại Đà Nẵng ngồi lướt điện thoại tám chuyện, nhiều người săn lô đóng cửa trước Tết vì không thể cầm cự thêm. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Những ngày đầu năm 2024, hầu hết các chợ truyền thống tại Đà Nẵng như chợ Đống Đa, quận Hải Châu, chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, An Hải Đông, quận Sơn Trà đều trong tình trạng buôn bán ế ẩm. Đa số các quầy, kiosk bán giày dép, áo quần đều vắng bóng khách mua. Tại những gian hàng vắng vẻ, tiểu thương ngồi lướt điện thoại tám chuyện. Thậm chí vì không vắng bóng thượng đế trong thời gian dài, nhiều tiểu thương đành treo bảng sang lô nghỉ bán. Tại chợ Đống Đa, dù đang là cuối năm lại vào cao điểm mua sắm nhưng hầu như không có khách, chỉ lác đác vài người mua. Bà Nguyễn Thị Kim Sang, tiểu thương chợ Đống Đa cho biết, từ sau dịch Covid-19, thói quen của nhiều gia đình đã thay đổi. Các chi tiêu, mua sắm đều rất tiết kiệm, dẫn đến tình trạng chợ dân sinh vắng bóng hơn trước rất nhiều. Các tiểu thương ai cũng than vãn chuyện ế ẩm trong thời gian dài. Tôi cố bám trụ tới Tết Nguyên Đán, mong sao bán được để vớt vát chút vốn, chứ giờ nghỉ cũng không biết làm gì, bà Sang nói. Tương tự chợ Hòa Khánh, An Hải Đông cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Khách mua hàng thưa thớt, nhiều kiosk đã đóng cửa sang lô vì không thể cầm cự. Hơn 10 năm bán hàng tại chợ Hòa Khánh, bà Mai Thị Hoa cho hay, mỗi năm sau mùa Noel và Tết Dương Lịch, người mua đông lắm, chứ bao giờ những dịp cận Tết mà lại vắng bóng khách như thế này. Những năm trước cứ dịp này một mình tôi bán không kịp, phải thuê thêm nhân viên. Nhưng năm nay không có ai mua nên cứ ngồi bấm điện thoại. Tôi dọn ra từ sáng đến giờ mà chưa bán được món gì. Cứ tình hình này thì bao nhiêu vốn cũng mất hết. Nhiều người không muốn lỗ thêm đã sang lô hết cả rồi, bà Hoa nói. Bạn có bất ngờ với tình hình chợ vắng vẻ như hiện nay? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin bất ngờ khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!